Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì cũng là tháng ngâu rồi. Ở thời điểm này thì kể cả không phải ngâu thì do ảnh hưởng của dịch bệnh ấy, thì đa phần tất cả các hãng xe đều có chương trình khuyến mại khá là lớn, khá là tốt về các dòng xe mới. Và thị trường xe cũ thật sự là cũng đang bị ảnh hưởng khá là nhiều khi mà mức giá nhập thời điểm trước cũng cao. Cho nên giá bán hiện nay cũng không thể hỏi các bác là bán với cái giá nó thấp hơn được. Thì cũng là cơ hội tốt để chúng ta tham khảo một số dòng xe mới. Thì trong video này thì em cập nhật nhanh cái chương trình giá bán này, khuyến mại của các dòng xe Mazda CX-5 tại thị trường Bắc Ninh. Thì đầu tiên là showroom của Mazda tại thị trường Bắc Ninh là showroom chính hãng của Thaco, và nó có địa chỉ tại lô A đường Lê Võ Cường gần khách sạn Hoàng Gia đấy. Hiện nay thì Mazda CX-5 chúng ta có 4 phiên bản đang được bày bán trên thị trường là 3 phiên bản 2.0 và 1 phiên bản 2.5. Ok, mình cứ đi từ rẻ nhất nhé. 2.0 Deluxe 839 triệu thì hiện nay chương trình khuyến mại đang dao động khoảng 15 đến 20 triệu và tặng kèm thêm 1 năm bảo hiểm thêm vỏ. Thì thực sự giá này cũng rất là hời rồi. Thời điểm trước thì đa phần Mazda chúng ta bán là nguyên giá hoặc là tặng kèm một chút phụ kiện thôi. Phiên bản 2.0 Luxury 879 triệu đồng cũng cùng chương trình. Thực ra 3 phiên bản Mazda 2.0 thì đều có mức giá giảm khoảng 15 đến 20 triệu và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Kể cả Mazda CX-5 2.0 Premium giá 919 ạ. Thì thật ra bán chạy nhất thì thường sẽ là Luxury và Premium. Thì mức giá lăn bánh dao động sẽ khoảng 950 hoặc 1 tỷ đồng tại thị trường tỉnh như Bắc Ninh đó. Phiên bản 2.5 Premium mà dẫn động toàn thời gian thì mức giá là 1 tỷ 059 triệu đồng mà chúng ta bớt vào khoảng 10 triệu nhé. Mẫu xe này hiện nay thì chưa tặng bảo hiểm thân vỏ và cái mức giá lăn bánh sẽ dao động vào hơn 1 tỷ mốt một chút. Thì cũng tùy vào nhu cầu của từng khách hàng, nhưng với khách hàng ở Bắc Ninh được giá thật sự rất là đẹp rồi. Một cầu số động thì nó là lựa chọn rất là an toàn và vừa vặn sử dụng với nhiều quý khách hàng. Khi mà mình mua tại showroom Mazda thì ngoài việc là showroom 3S chính hãng, vay trả góp tất cả các trường hợp như là cá nhân này, doanh nghiệp này, hộ kinh doanh thì bên em đều có hỗ trợ, và lãi suất thì nó theo khung của Thaco làm việc với phía ngân hàng. Cái này nó khá là khác với một số hãng xe khác đó. Thì quý khách hàng có nhu cầu lái thử tại Bắc Ninh này, xem xe cần tư vấn các sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp qua hotline đính kèm trên màn hình. Nói nhanh qua thủ tục trả góp thì cũng giống như các hãng khác, chúng ta đều có những cái ngân hàng thương mại cổ phần làm trả góp bên ô tô rất là tốt như Sihan, VIB, Tiên Phong hay VIB đúng không ạ? Mức lãi suất dao động cố định vào khoảng 7,5 đến 8% một năm đầu tiên và sẽ thả nổi theo lãi suất tiền gửi nhà nước cộng với biên độ dao động trong các năm tiếp theo. Thời gian vay tối đa từ 5 đến 7 năm và chúng ta cứ hiểu nôm na là với khoản vay khoảng 500 triệu thì với một mẫu xe CX-5 mà chúng ta vay 50% và 500 triệu thì hàng tháng chúng ta sẽ trả dao động vào khoảng 8 triệu đến 10 triệu tùy vào thời gian vay đó. Trong cái tình cảnh như dịch bệnh như này thì cái mức vay tối thiểu hợp lý thì em tư vấn chúng ta nên vay từ 50 đến 60% xe và có thời gian kế hoạch trả tất cả về phía ngân hàng trong khoảng từ 3 đến 4 năm. Rồi, cập nhật nhanh về cái giá xe đầu xe Mazda CX-5 tại thị trường Bắc Ninh. Quý anh chị có nhu cầu tìm mua xe cũ hoặc mới có thể liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn và bên em sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video báo giá xe tiếp theo.